mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của Pate Pate. Hôm trước thì mình có làm một video về nhuộm tóc tại nhà và có rất nhiều bạn comment hỏi xem là mình nhuộm màu gì và mình đã chăm sóc tóc tẩy như thế nào. Vậy nên hôm nay mình sẽ chia sẻ về một topic khá là thú vị, đó chính là chọn màu tóc tẩy sao cho phù hợp và cách chăm sóc tóc tẩy như thế nào. Chọn màu tóc cũng khó như chọn màu son vậy, chúng ta phải biết là tông da của chúng ta như nào, màu da ra sao để tìm được một màu tóc thích hợp nhất. Thật ra khi chọn màu tóc thì mình sẽ ưu tiên màu mình thích là màu gốc, sau đó sẽ pha thêm ánh vàng hay là ánh nâu hay là ánh khói để cho màu tóc được hợp với tông da của mình hơn. Còn một lý do rất là dễ chọn màu tóc cho bản thân mình nữa, bởi vì da mình là da màu trung tính, không quá lạnh cũng không quá nóng. Vậy nên là mình có thể nhuộm bất cứ màu nào mình thích. Ví dụ như là lần trước mình có nhuộm tím khói hay là xanh dương, và bây giờ thì mình nhuộm màu xám khói. Thật ra nhìn trong máy ảnh thì nó khá là đen, nhưng mà dưới ánh nắng thì mình cảm thấy ánh khói cũng khá là rõ ràng. Thôi không lan man nữa, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cách chọn màu tóc cho hai tông da, đó là tông ấm và tông lạnh. Về tông da ấm thì mình nghĩ là các bạn có thể sẽ hợp với những màu gốc là đỏ cam hay là vàng kim. Ngoài ra thì cũng có thể chọn những màu cơ bản hơn như là nâu hung, nâu vàng, nâu khói. Nhưng mà tóm lại chúng ta nên hạn chế bớt tông khói, xám tro, xanh dương hay là tím, bởi vì những màu đó thì sẽ làm da của chúng ta tái đi và trông rất là thiếu sức sống. Đối với tông da lạnh thì mình nghĩ là nên thử những màu như là đêm bóng, nâu tro lạnh, bạch kim hoặc là trắng. Hoặc tóm lại là tông da lạnh thì có một chút ánh khói nhiều hơn thì sẽ đẹp hơn. Đặc biệt hơn nữa thì tông da lạnh nên tránh những màu có gốc vàng kim hay vàng đỏ, bởi vì những màu này sẽ khiến bạn trông rất là xanh xao. Và khi đã có một mái tóc sáng màu thiên tông lạnh thì chúng ta nên kết hợp với một make up có thỏi son cherry hay là son đỏ rượu vang hay là đỏ nâu đất. Như vậy sẽ giúp chúng ta tôn lên vẻ được mái tóc và đặc biệt là làn da không hề thiếu sức sống nữa. Hay có thể tóm gọn lại, đó chính là da tông ấm sẽ đi với những màu ấm, còn da tông lạnh sẽ đi với những màu lạnh. Còn nếu các bạn mà sở hữu làn da tông ấm muốn tóc trở nên sáng màu hơn và trông lạnh hơn thì có thể add thêm một chút khói vào trong màu tóc của mình. Còn một cách an toàn hơn nữa, đó chính là các bạn hãy ra ngoài hàng và hỏi các anh làm tóc, các anh ấy sẽ tư vấn rất là nhiệt tình luôn. Và có thể kiến thức về màu tóc của mình chưa tốt nên mình chưa gợi ý được quá là nhiều màu cho các bạn, vậy nên mong các bạn thông cảm nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ tự tin hơn đây, mình sẽ giới thiệu tới các bạn cách chăm sóc tóc tẩy sao cho tóc mịn và mượt nhé. Lúc trước thì mình có thử qua rất là nhiều loại rồi và mình cũng không ưng lắm, vì nếu mà để dưỡng tóc tẩy tốt thì giá lại khá là cao, còn khi mà mua một mức giá bình dân hơn thì dưỡng lại không tốt nữa. Vậy nên trước đấy mình chỉ sử dụng dầu gội tím, sau đó dưỡng bằng xả bình thường. Và đầu tư duy nhất của mình là một lọ hấp dành cho tóc tẩy. Nếu bạn nào tẩy tóc thì sẽ biết khi ra hàng mà hấp liên kết để cho tóc phục hồi dính với nhau á thì sẽ khoảng tầm hơn 1 triệu một lần. Và mình không có tiền làm việc đấy nên mình đã mua cái sản phẩm đó để tự hấp tóc tại nhà. Nhưng mà giá thì cũng quá đắt mà dùng thì rất là tốn. Và sau khi dùng hết lọ dầu hấp rồi thì mình cũng mặc kệ tóc luôn. Mình chỉ cần để xả lâu lâu một tí cho tóc mềm ra thôi. Nhưng mà điều đấy thì sẽ làm tóc của mình bị trẻ ngọn khá là nhiều. Cách đây một thời gian thì mình có sử dụng dầu gội của mẹ và rất là thích, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ giới thiệu tới các bạn luôn. Và khi mẹ mình mua thì mua được một cái giá rất là hời, rất là rẻ luôn, hình như là 350.000. Và gồm có dầu gội này, dầu xả và kem xả. Trước thấy mình có thấy mẹ sử dụng bộ Tsubaki màu đỏ, nhưng mình cũng chưa dùng cái nên không biết là chất lượng như nào. Còn bộ lần này là dòng phục hồi hư tổn của Tsubaki thì rất là hợp với loại tóc của mình luôn. Như các bạn biết thì các mẹ rất là kỹ tính và mẹ mình phải chọn sản phẩm của Nhật thì mẹ mình mới chịu dùng ấy. Thành phần trong em này có chứa sữa ong chúa, protein đậu nành, giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và phục hồi tóc rất là tốt. Bên cạnh đó thì còn có dầu hoa trà giúp tóc mềm mượt hơn mà còn rất thơm nữa. Thường thì Pate sẽ gội đầu 2-3 ngày một lần với 3 bước cơ bản thôi, tương tự như skincare vậy. Bước đầu tiên thì mình sẽ làm sạch tóc với nước, sau đó sử dụng dầu gội. Và bởi vì là tóc tẩy nên mình sẽ mix thêm dầu gội tím vào nữa để cho vừa giữ màu tốt vừa dưỡng tóc mềm. Sau khi đã gội sạch đầu qua 2 lần sử dụng dầu gội thì mình sẽ chuyển tới bước thứ 2, đó là bước cấp ẩm với dầu xả. Cái này thì mình chỉ cần lấy một lượng vừa đủ, sau đó xoa vào đuôi tóc thôi.
Sau khi thoa lên tóc thì pate sẽ xả ngay luôn, không cần phải chờ 1-2 phút gì cả. Pate cực thích điểm này của Tsubaki luôn. Nhưng đến với bước thứ 3 là bước khá là quan trọng. Đó là cung cấp gấp đôi chất dưỡng và khóa ẩm lại với kem xả của Tsubaki. Nghe ba bước thì có vẻ dài dòng lâu la nhưng mà thật ra là rất là nhanh đấy. Vì trong sản phẩm của Tsubaki có công nghệ thẩm thấu độc quyền của Shiseido nên dưỡng chất thấm vào trong tóc tức thì luôn. Mình có thể xả ngay không cần ngồi chờ dưỡng chất thấm vào tóc mà tóc vẫn mềm mượt. Đặc biệt thì mình thấy bước thứ 3 là bước để giúp tóc chúng ta bớt hư tổn nhất. Chỉ cần dùng 3 bước cơ bản như mình thôi thì các mái tóc hư tổn cũng sẽ phục hồi tốt hơn và tóc mượt hơn đấy. Sản phẩm này của Tsubaki, tóc mình mềm hơn và nếp hơn và dần khỏe hơn, bớt gãy rụng hàng rồi. Chắc hình ảnh này sẽ giúp các bạn nhìn rõ được sự thay đổi của mái tóc của mình rồi đúng không? Bởi vì tóc mình là tóc tẩy nên nó khá là yếu. Vậy nên trước khi sử dụng các loại máy tạo kiểu như là làm xoăn hay là tóc thì mình sẽ xịt trước một lớp dưỡng của Tsubaki. Làm như thế này thì sẽ giúp tóc được bảo vệ dưới nhiệt độ cao cũng như là giữ nếp được lâu hơn nữa. Và một điểm mình rất yêu thích nữa đó là sử dụng bộ sản phẩm này thì tóc mình rất là thơm, kiểu mùi ngọt ngào, quyến rũ, rất là nữ tính. Mà nhớ là thơm cực dai luôn, đến chiều hôm sau mình ngửi vẫn còn mùi hoa ở trên tóc ấy. Còn với xịt dưỡng thì khi mình cảm thấy tóc mình khô là mình xịt luôn. Hoặc là xịt trước khi ra khỏi nhà ấy, thì lúc ra đường không có bị bám mùi xăng xe hay là mùi đồ ăn cũng hạn chế rất là nhiều. Thế nên các bạn có thể coi đây là một tips để giữ mùi hương cho tóc luôn, đó chính là sử dụng xịt dưỡng của Tsubaki nhé. Và vừa rồi là một chút chia sẻ về cách chọn màu tóc cũng như là cách chăm sóc tóc tẩy của riêng mình. Mong là video này sẽ giúp các bạn có một mái tóc đẹp và khỏe nhé. Và mình sẽ để link sản phẩm ở dưới phần mô tả, nếu mà ai tò mò thì cũng có thể xuống dưới xem luôn. Đồng thời thì đừng quên cho mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.